kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với điểm tin 24 giờ của Tamda Media, được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày. Điểm tin ngày hôm nay sẽ có những tin đáng chú ý ngay sau đây. kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người dân bất ngờ khi bị phạt vì nháy đèn cảnh báo để cảm ơn. Ông Biden lệnh bảo vệ ông Trump như tổng thống đương nhiệm. thủ Tư tướng phạm minh chính tiếp chủ tịch hội đồng châu âu Thưa quý vị, lịch sự quá cũng sẽ bị phạt. Đây là cảm nhận của những tài xế đã bị phạt do sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm như một cách để nói lời cảm ơn. Thường thì tài xế có thói quen nhấn nút đèn báo nguy hiểm khi họ được nhường đường hoặc khi họ xin lỗi. Tuy nhiên, hành vi này có thể sẽ bị phạt tới 5.000 cô đun. Các chuyên gia không đồng tình với hình thức phạt này và Bộ Giao thông Vận tải cũng đang xem xét lại vấn đề này. Nhiều người lái xe sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm để cảm ơn vì được nhường đường hoặc xin lỗi vì đã điều khiển xe trong trạng thái không tốt. Các tài xế từ lâu đã coi hành động này là điều hiển nhiên, nhưng theo quy định mới đây của Séc thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Theo chuyên gia giao thông Igor Sirota quy định cụ thể viết rằng đèn cảnh báo nguy hiểm được dùng để cảnh báo hoặc cảnh báo mà không phải là để cảm ơn, do đó nó có sự mâu thuẫn. Theo phát ngôn viên cảnh sát Violeta Sirichova, việc sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm như một cách cảm ơn những người lái xe khác là một hành vi phổ biến ở trên đường, nhưng đây lại là hành vi trái phép về mặt lý thuyết có thể bị phạt. Kể từ tháng 1 năm 2025, khoản phạt cho hành vi này thậm chí có thể tăng gấp đôi. Đối với một lời cảm ơn đơn giản, người lái xe có thể bị phạt hành chính tới 5.000 cô phạt tại chỗ là 1.500 cô Hình phạt tương tự cũng áp dụng đối với những tài xế nháy đèn pha để cảnh báo tài xế đi ngược chiều về radar của cảnh sát. Theo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Sếp Martin Kupka, Ông coi đó là hành vi lạm dụng nhất định, nhưng theo ông đây không phải là căn cứ để xử phạt khi nó không gây tổn hại và không khiến người nào bị lóa mắt khi lái xe. Chính quyền Praha 1 muốn cấm loại hình thức pub crawls, tức là các hướng dẫn viên du lịch, di chuyển đoàn khách của mình từ quán rượu này sang quán rượu khác. Praha 1 cho rằng những du khách này rất ồn ào sau khi họ bị say xỉn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực trung tâm thành phố. Người dân địa phương phản ản rằng việc tổ chức di chuyển từ các quán rượu này đến các quán rượu khác ở trung tâm thủ đô thường kéo theo nhiều người bị say xỉn và gây ồn ào khi đi qua các con phố dưới cửa sổ của tòa nhà trung cư. Vì vậy, Ban Quản lý quận Praha 1 gần đây đã kêu gọi Praha cấm tổ chức các pub crowd Nhằm phản ứng lại vấn đề này, chính quyền thành phố đã chuẩn bị sửa đổi, trong đó đưa ra các quy định cụ thể những địa điểm có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh sẽ cấm dịch vụ làm việc vặt trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Các dịch vụ hướng dẫn truyền thống sẽ được miễn lệnh cấm. Theo đề xuất, hậu quả của những hình thức dịch vụ này làm xáo trộn sự yên tĩnh vào ban đêm, gia tăng tiếng ồn, ô nhiễm không gian công cộng và nhu cầu đảm bảo an ninh đồng thời thành phố sẽ triển khai thêm các dịch vụ như dịch vụ vệ sinh và cảnh sát thành phố do đó sẽ tạo thành gánh nặng đối với ngân sách và năng lực nhân sự của chính quyền thành phố một vấn đề khác là danh tiếng và ấn tượng của Paraha bị tổn hại do nhóm người say xỉn thường xuyên di chuyển trong trung tâm. Việc tiêu thụ rượu không hợp lý và hành vi gây rối liên quan đến Paproa có thể tạo ra ấn tượng xấu về văn hóa cộng đồng, làm giảm cảm giác an toàn. Điều này có thể tác động tiêu cực đến nhận thức của khách du lịch, nhà đầu tư tiềm năng cũng như người dân trong thành phố. Trong tháng 9, các ngân hàng và hiệp hội xây dựng đã cung cấp tổng số khoản vay thế chấp trị giá 24,2 tỷ coron. Trong đó, số lượng các khoản vay mới đạt gần 20 tỷ corun So với tháng 8, thị trường thế chấp đã giảm 1 phần tư. Nguyên nhân là do các ngân hàng không vội giảm giá các khoản vay thế chấp. Theo Hiệp hội Ngân hàng Séc, lãi suất thế chấp trung bình cho các khoản vay mới chỉ giảm nhẹ từ mức 4,98% trong tháng 8 xuống 4,96% vào tháng 9. Lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương hiện là 4,25%, nhưng các ngân hàng thương mại vẫn chưa vội giảm lãi suất đáng kể. Theo chuyên gia, dự kiến lãi suất vay thế chấp sẽ tiếp tục giảm nhẹ trong vài tháng tới, kể theo đó sẽ có sự gia tăng mối quan tâm đến việc đi vay thế chấp. Lãi suất thế chấp tăng thêm một điểm phần trăm, có nghĩa là đối với khoản vay thế chấp trung bình, khoản thanh toán hàng tháng sẽ tăng khoảng 2.000 cô đôn. Khoản thanh toán hàng tháng đối với khoản vay thế chấp 1 triệu cô đôn trong thời hạn 30 năm, theo lãi suất điện hành là khoảng 5.500 cô đôn. Các ngân hàng đã cung cấp hơn 5.200 khoản vay thế chấp mới trong tháng 9, giảm 20% so với tháng trước. Trị giá của các khoản vay vào tháng 9 đã giảm 8,1 tỷ cô đôn so với tháng trước. Vào tháng 8, trị giá các khoản vay tăng 8,6 tỷ cô đôn do các hộ gia đình nỗ lực ký hợp đồng trước khi sửa đổi thắt chặt các điều kiện trả xong nợ thế chấp trước hạn bắt đầu có hiệu lực. Theo các tổ chức môi trường như là Arnica hay Greenpeace, thì nguồn gây ô nhiễm lớn nhất trong năm 2023 là các nhà máy nhiệt điện sử dụng than đá. Nhờ vào nỗ lực của EU nhằm thay thế điện từ than bằng các nguồn tái tạo, lượng chất thải nguy hiểm thải ra môi trường, ví dụ như thủy ngân, đã giảm. Các nhà máy gây ô nhiễm đứng đầu xét là Spolana, Neratovice, Pocheradi và Kvalachice. Theo dữ liệu được trình bày, những nhà máy gây ô nhiễm nhất chủ yếu hoạt động tại các vùng Úc Trí, Moravsko, Slepsko và Barubice. Ông Lukas Harabek của Greenpeace Czech cho biết, lượng khí thải nhà kính và các chất độc hại gây nguy hiểm đã giảm đáng kể, nhất là tại các nhà máy nhiệt sử dụng nguyên liệu than. Nguyên nhân là do các nhà máy này đã hoạt động ít hơn trong năm ngoái. Các nhà sinh thái học vẫn nhận định các nhà máy đốt than Pocheradi và Kvaletice vẫn là những nhà máy gây ô nhiễm thủy ngân độc hại lớn nhất xét vì họ được miễn trừ khỏi giới hạn phát thải. Nhà máy điện Pocheradi đã thải ra 306 kg thủy ngân và các hợp chất của nó vào không khí, nước và đất. So với năm trước, con số này giảm 23%. So với năm 2022, nhà máy điện Kvaletice thải ra ít thủy ngân hơn gần một nửa tổng lượng thủy ngân thải ra từ 2.231 kg xuống còn 1.593 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là điều mà các nhà sinh thái học coi là tin tốt. Tuy nhiên, theo họ, Cộng hòa Séc là quốc gia gây ô nhiễm thủy ngân đáng kể. Ông Yudhi Kojelo Người đứng đầu chương trình năng lượng của phong trào Doha tuyên bố rằng việc đóng cửa các nguồn gây ô nhiễm lớn là cần thiết và giúp ích cho việc giảm các chất độc hại được thải ra vào môi trường. Theo phân tích của họ, lượng khí thải carbon dioxide sẽ giảm hơn 6 triệu tấn và việc cung cấp điện hoặc nhiệt cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sắp tới đây các bác sĩ có thể sớm chuẩn đoán ra ung thư tuyến tụy từ mẫu máu. Hiện nay tại Séc đang ghi nhận tới 95% bệnh nhân ung thư tuyến tụy tử vong, nguyên nhân chỉ là vì nó đã không được phát hiện kịp thời. Vào năm ngoái, một nam ca sĩ nổi tiếng gốc Slovakia đã tử vong vì mắc ung thư tuyến tụy chỉ 14 ngày sau khi được chẩn đoán bệnh. Người thân của bệnh nhân cho biết khi phát hiện ra ông mắc ung thư thì đã quá muộn, căn bệnh đã di căn và ông không có cơ hội cứu chữa. Một khối u ác tính có thể phát triển mà không bị phát hiện trong cơ thể bệnh nhân trong 10 năm. Các triệu chứng như sụt cân, vàng da trở nên rõ ràng thì thường đã quá muộn để điều trị. Theo viện trưởng khoa gan dạ dày ruột của YKem Thomas Holker giải thích rằng cách duy nhất để chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân là phẫu thuật. Tuy nhiên khi các khối u đã di căn sang các bộ phận nội tạng khác, việc phẫu thuật mặc dù có thể được thực hiện nhưng hầu như sẽ không còn tác dụng nhiều đối với bệnh nhân. Các nhà khoa học xét đã mang đến cho bệnh nhân ung thư kỳ vọng mới nhờ vào một phương pháp chẩn đoán thông qua máu, nhờ vào xét nghiệm máu mà bệnh ung thư tuyến tụy có thể được phát hiện khi nó đang ở giai đoạn đầu, tức là người bệnh có thể phẫu thuật thành công. Trung bình một người mắc ung thư giai đoạn nặng có thể được sống trong khoảng một năm rưỡi, tuy nhiên nếu được phát hiện sớm thì người bệnh có thể sống thêm đến 6 năm. Hiện phương pháp chẩn đoán ung thư mới này cần phải trải qua nghiên cứu lâm sàng. Quá trình nghiên cứu lâm sàng sẽ kéo dài trong khoảng 3 năm nữa. Sau đó, phương pháp này sẽ chính thức được đưa vào thực nghiệm. Theo quyết định mới đây của Ủy ban Giao thông Praha, đơn vị kỹ thuật được bộ TSK sẽ tiến hành điều chỉnh vạch kẻ đường và biển báo tại giao lộ ngã Balibushka và Valujik, hướng đi vào trung tâm thương mại Sapa một biển báo giao thông cấm rẽ trái và phải đi theo hướng vòng xuyến để vào trung tâm thương mại Sapa đã được lắp đặt ngay trước lối rẽ của ngã ba này để sẵn sàng có hiệu lực sớm nhất có thể. Cụ thể, người dân muốn vào khu vực trung tâm thương mại Sapa sẽ phải đi thẳng lên vòng xuyến gần nhất để đi theo hướng tay trái, rẽ sang làn bên phải của đường Libushka. Từ đó, người lái xe mới được rẽ vào trung tâm thương mại Sapa theo hướng tay phải. Đương nhiên, cổng vào trung tâm thương mại Sapa sẽ có hai lối đi và cùng nằm bên hướng tay phải. Sau khi kết thúc vòng xuyến và đi thẳng, người dân và du khách có thể rẽ tay phải vào lối đi đến cổng số 4 hoặc đi thẳng lên phía trên để vào cổng số 1. Biển báo giao thông này đã được lực lượng chức năng đặt tại Nga Ba và tạm thời bị vô hiệu hóa bằng dấu x đen. Dự kiến lệnh cấm sẽ có hiệu lực sau khi lực lượng chức năng hoàn thành công việc kẻ đường vào ngày thứ hai, ngày 14 tháng 10, 2024. Vượt qua mọi thử thách cùng nước tăng lực Semtex Khi mua 3 bịch Semtex 05 lít, khách hàng giữ hóa đơn và đăng nhập vào website tamdafoods.eu gạch chéo Semtex Soul Check để đăng ký tham gia bốc thăm trúng thưởng Apple iPad. Chương trình áp dụng tại chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. thưa quý vị, tân tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, các đồng minh NATO không nên và đừng nghe những lời đe dọa của Tổng thống Nga Putin vì liên minh này rất mạnh, có thể đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào. Theo Sky News, khi được hỏi liệu các đồng minh NATO có nên chú ý tới lời đe dọa của Nga hay không, ông Mark Rutte trả lời thẳng thắn, các quốc gia đồng minh trong khối này không nên và đừng nghe những lời đe dọa. Ông nói thêm rằng NATO rất mạnh và có thể đối mặt với bất cứ đối thủ nào nhấn mạnh rằng liên minh này có mọi thứ để đảm bảo rằng NATO an toàn và có thể chống lại bất kỳ mối đe dọa nào, và họ sẽ không bao giờ bị bất cứ ai bên ngoài NATO đe dọa. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Nga với Ukraine ngày càng gia tăng, và NATO dự kiến bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân hàng năm, Steadfast, vào tuần tới. Ông Mark Rutte cho biết cuộc tập trận Steadfast sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối thủ rằng NATO sẵn sàng ứng phó với mọi mối đe dọa. Tổng thư ký NATO cũng nói về cuộc xung đột Nga và Ukraine. Ông bày tỏ nghi ngờ rằng Ukraine yếu hơn vì vẫn chưa được Anh và các đồng minh khác cho phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Quan chức này ám chỉ một hệ thống vũ khí không thay đổi được kết quả xung đột. Ông Luthe bắt đầu đảm nhiệm vị trí Tổng thư ký NATO hồi đầu tháng này, đã có cuộc họp với Thủ tướng Anh Ken Stemmer tại phố Downing hôm qua 10 tháng 10. Ông cũng tham gia cuộc thảo luận ba bên với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cũng đang có chuyến thăm Anh. Theo nguồn tin từ DW và Kiev Independent, Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát 1 phần 2 thành phố Toresk, có tầm quan trọng chiến lược ở phía đông nước này. Tờ DW và Kiev Independent dẫn tin từ quân đội Ukraine cho hay, trong vài ngày qua, 8 cuộc giao tranh đã xảy ra xung quanh thành phố trên đồi của khu vực Donetsk này. Quân đội Nga vẫn đang chạy đua với thời tiết, cố gắng giành thêm nhiều thị trấn nữ ở phía đông Ukraine trước khi mặt đất trở nên lầy lội vào mùa thu và nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Người đứng đầu cơ quan hành chính quân sự của Torres và Sviatynsik cho biết khoảng 40 đến 50% thành phố nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine, trong khi phần còn lại đã bị nga chiếm giữ. Theo Sviatynsik, khoảng 1.150 người vẫn ở lại thành phố và cuộc sơ tán vẫn tiếp diễn. Chuyên gia quân sự Ukraine Mikhailo Zirokhov nói: "Tình hình rất tệ. Nếu Bộ chỉ huy không gửi quân đội dự bị đến trong tương lai gần, tình hình sẽ rất khó khăn. Nếu không muốn nói là thảm khốc. Giao tranh dữ dội diễn ra từ nhà này sang nhà khác ở Torres." một thành trì của Ukraina. Trong hai năm đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, thành phố này được giấu kín trong một phần yên tĩnh trên tiền tuyến cho tới khi quân Nga bắt đầu tấn công nó vào tháng 6. Quân đội Ukraine đã thừa nhận tình hình ở Torres đang xấu đi. Theo tuyên bố ngày 7 tháng 10 của phát ngôn viên quân đội Ukraine, binh sĩ Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông và đang cố gắng tiến về trung tâm ở phía tây thành phố. Hồi đầu tháng này, Ukraine đã để mất Voleda, một thành phố nằm cách Torres 80 km về phía tây nam, cũng ở vùng Donetsk. Nicaragua, quốc gia Trung Mỹ này đang tuyên bố hôm 11 tháng 10 sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, gọi chính phủ Israel là phát xít và diệt chủng. Chính phủ Nicaragua trong một tuyên bố cho biết sự dạn nứt trong mối quan hệ là do các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ của người Palestine. Trước đó trong ngày, quốc hội nước này đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nicaragua hành động để trùng với lễ kỷ niệm một năm cuộc chiến tranh Gaza. Chính phủ Nicaragua cho biết cuộc xung đột hiện nay đã mở rộng sang Liban và đe dọa nghiêm trọng đến Syria, Yemen và Iran. Iran được cho là đồng minh của chính quyền Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega. Theo thời báo Israel, Tel Aviv hiện không có quan hệ ngoại giao cấp đại sứ với chính quyền Managua. Trước đó, ba quốc gia châu Mỹ là Colombia, Bolivia và Belize đã cắt đứt hoặc đình chỉ quan hệ ngoại giao với Israel vì cuộc xung đột ở giải Gaza. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ Wall Street Journal cho thấy bà Harris và ông Trump đang có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở 7 bang chiến trường. Cuộc thăm dò trên được báo Wall Street Journal tiến hành với 600 cử tri đã đăng ký ở mỗi bang chiến trường trong khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10. Biên độ sai số là 4 điểm phần trăm ở mỗi bang. Kết quả thăm dò cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước 2% ở Arizona, Georgia và Michigan, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước 6% ở Nevada và 1% ở Pennsylvania. Cả hai ứng viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang nhau ở North Carolina và Wisconsin. Nhiều cử tri cho biết họ ủng hộ ông Trump về kinh tế và nhập cư. Nhiều người khác không tin tưởng bà Harris về vấn đề nhà ở, chăm sóc sức khỏe. Kết quả cân sức này phản ánh cuộc đua xích sao trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Trong bối cảnh cử tri Mỹ đang có những lo ngại về kinh tế, vấn đề nhập cư, quyền phụ nữ khi lựa chọn giữa hai ứng cử viên. Thăm dò gần đây của Reuters và IPSOS cũng chỉ ra một cuộc bám đuổi sát nút giữa hai ứng viên, trong đó bà Harris dẫn trước ông Trump với kết quả 46% và 43%. Đây là lần tranh cử tổng thống thứ ba của Donald Trump, ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Ông tập trung vào các vấn đề kinh tế và nhập cư, với kế hoạch như trục xuất hàng triệu người nhập cư, tăng mạnh thuế quan và cải tổ chính phủ. Bà Kamala Harris, 59 tuổi, đã trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua và ứng cử bà là người thay thế. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để bảo vệ ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trước ngày bầu cử. Chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tăng cường thêm nguồn lực, bao gồm cả máy bay quân sự để bảo vệ ứng viên Đảng Cộng hòa trong những tuần cuối trước ngày bầu cử. Sau hai nỗ lực ám sát của ông Trump trong những tháng gần đây, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống đã liên lạc với Nhà Trắng và cơ quan mật vụ để yêu cầu thêm nguồn lực quân sự trong việc bảo vệ ứng viên tổng thống. Khi được hỏi về thông tin trên, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông đã chỉ đạo các nhà chức trách cung cấp cho ông Trump tất cả những gì ông Trump cần. Nhấn mạnh thêm, miễn là ông Trump không yêu cầu máy bay chiến đấu F-15. Yêu cầu về nguồn lực quân sự bảo vệ ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa bao gồm máy bay và phương tiện để phục vụ cho hoạt động đi lại của ông Trump giữa các sự kiện vận động tranh cử và mở rộng quy định về hạn chế bay tại nhà riêng và các cuộc meeting của ông. Tuy nhiên, các báo cáo của New York Times, Washington Post và CNN không đề cập đến việc liệu chiến dịch tranh cử của đảng cộng hòa có muốn hỗ trợ máy bay chiến đấu để hộ tống ông Trump hay không. Đối thủ tranh cử tổng thống của ông Trump, bà Kamala Harris, được lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ với tư cách là phó tổng thống và sử dụng máy bay quân sự Mỹ được chỉ định là không lực hai. Cơ quan mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ các ứng viên tổng thống xác nhận họ đã nhận được yêu cầu tăng cường bảo vệ trong Trump nhưng không tiết lộ chi tiết. Mật vụ Mỹ bị chỉ trích sau vụ ám sát đầu tiên nhằm phóng Trump hồi tháng 7 dẫn đến việc giám đốc của cơ quan này phải từ chức kể từ đó cơ quan mật vụ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ ông Trump bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái công nghệ chống máy bay không người lái và các hệ thống bảo vệ và giám sát khác đánh bật vi khuẩn cùng Saniton khi mua 3 sản phẩm Saniton bất kỳ khách hàng có cơ hội trúng ngay những phần quà giá trị như bộ chổi lau nhà Vileda máy pha cà phê Melita và xét quà tặng sản phẩm Saniton trị giá 2.000 korun. Chương trình áp dụng với chuỗi siêu thị Tamda Foods và dịch vụ Tamda Express từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10. Khách hàng đăng ký tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng tại website tamdafood.eu gạch chéo Saniton. Kính thưa quý vị, nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng của quan hệ Việt Nam Liên minh châu Âu EU, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU EVFTA có hiệu lực từ năm 2020. Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hợp tác tương xứng với tiềm năng, đẩy mạnh hơn nữa các trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tháo gỡ vướng mắc và rào cản đối với thương mại, đầu tư, hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với EU và các nước thành viên, đề nghị EU tiếp tục quan tâm, thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư hai bên EVIPA và sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của EU, Chủ tịch Charles Michel khẳng định. EU sẽ thúc đẩy sớm phê chuẩn EVIPA, tích cực xem xét tháo gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở trên biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 20% nhân viên y tế có dấu hiệu trầm cảm, gần 23% gặp tình trạng lo âu và hơn 14% đối mặt với căng thẳng, thông tin được chia sẻ tại hội thảo sơ kết hoạt động chăm sóc sức khỏe tâm thần cho nhân viên y tế. Khảo sát được thực hiện từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 trên 382 nhân viên y tế từ 18 đến hơn 60 tuổi đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, nhân viên y tế tại tuyến quận huyện có nguy cơ trầm cảm cao hơn tuyến thành phố, tư nhân và các trường đại học. Nhân viên y tế tuyến công lập có nguy cơ trầm cảm, lo âu và căng thẳng cao hơn các đơn vị tư nhân. Nhóm nhân viên trẻ tuổi từ 18 đến 39 tuổi làm việc tại các cơ sở y tế quận huyện có nguy cơ căng thẳng cao. Nghiên cứu cũng cho thấy, khi gặp vấn đề sức khỏe tâm thần, nhân viên y tế có xu hướng tự giải quyết vấn đề hơn là tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự hiểu biết, nhận thức về sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế còn thấp. Trước tình hình trên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất các giải pháp như chính sách cải thiện thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế, cơ sở y tế xây dựng phòng thư giãn cho nhân viên tại nơi làm việc, có những lớp chia sẻ kiến thức sức khỏe tâm thần miễn phí. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các trưởng phòng giáo dục và đào tạo, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các trường trực thuộc yêu cầu nâng cao hiệu quả việc quản lý sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị ban giám hiệu, giáo viên các trường, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm túc Đầy đủ quy định về việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng trong nhà trường. Theo thông tư số 32 và công văn số 5512, tùy vào điều kiện thực tế, ban giám hiệu và các giáo viên nhà trường quản lý điện thoại và các thiết bị thu phát sóng của học sinh trước khi vào tiết học đầu tiên và gửi lại điện thoại, thiết bị thu phát sóng cho học sinh sau giờ tan trường. Trong các tiết học cần đến việc sử dụng điện thoại di động, các thiết bị thu phát sóng cần phải có sự đồng ý của giáo viên, học sinh mới được phép mang vào trong lớp để sử dụng cơ quan công an nhận được đơn tố cáo kèm tài liệu, chứng cứ về việc Hoàng Văn Thảo, giả danh là sĩ quan, đang làm việc tại Bộ Công an có thể giúp vợ chồng Trần Văn Thuận không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoàng Văn Thảo là đối tượng liên quan đến vợ chồng Trần Văn Thuận, tên gọi khác là Tú, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại Long Thái Việt. Thuận bị bắt về tội, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, xảy ra tại tỉnh Bình Thuận. Qua quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan công an đã nhận được đơn tố cáo kèm tài liệu chứng cứ về việc Hoàng Văn Thảo giả danh là sĩ quan đang làm việc tại Bộ Công an có thể giúp vợ chồng ông Trần Văn Thuận không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng kết quả là cả hai vẫn bị khởi tố. Tối mùng 9 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã triển khai lực lượng bắt quả tang đối tượng Thảo đang nhận số tiền 300 triệu đồng tại địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh với mục đích chạy án. Qua làm việc, Thảo thừa nhận không phải là cán bộ công an bằng thủ đoạn trên Đối tượng đã nhiều lần nhận từ vợ chồng Trần Văn Thuận với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra và công an tỉnh đã đưa đối tượng về bình thuận để xử lý theo các quy định của pháp luật. báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại